Chào mừng các bạn đến với kênh đào tạo tin học trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Các bạn có thể truy cập vào địa chỉ là youtube.com / đào tạo tin học online để có thể theo dõi toàn bộ các video hướng dẫn về tin học văn phòng cũng như các thủ thuật về tin học văn phòng rất bổ ích của chúng tôi. Trong khi xem video thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký nếu là tiếng Việt hoặc subscribe nếu là tiếng Anh để đăng ký và theo dõi các video hướng dẫn của mình hàng ngày. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn cách copy, paste và cắt dữ liệu trong Excel. Thì các bạn, đây là những thao tác khá đơn giản và rất hay sử dụng trong Excel. Vì thế các thao tác này các bạn phải sử dụng thành thạo. Giả sử như mình có một cái bảng dữ liệu bao gồm bảng chi tiêu của chúng ta hàng tháng, thì bao gồm có cột tháng, cột tiền ăn, tiền phòng, tiền trà đá, các khoản tiền như cà phê, xem phim vân vân, hoặc là các chi phí khác. Và cột cuối cùng của chúng ta là cột tổng chi, đây bao gồm chính là tổng của tất cả các tháng, các cái khoản chi phí của chúng ta. Giả sử như ở đây mình có cái cột tiền phòng. Tiền phòng này thì các tháng tiền phòng đóng là như nhau. Vì thế ở đây mình muốn copy tiền phòng của tháng 4 này xuống cho các tháng còn lại, tháng 5, tháng 6 cho đến tháng 12. Thì các bạn làm như thế nào? Ở đây giả sử như cái tháng 4 này mình định dạng cho nó là yến đậm và yến nghiêng, thì các bạn copy xuống. Thì các bạn để ý cái định dạng văn bản này, mình đưa con trỏ chuột vào cái góc dưới bên phải của cái ô mà các bạn muốn copy, sau đó các bạn kéo xuống phía dưới, các bạn nhớ là click chuột trái, sau đó các bạn kéo thì các bạn sẽ paste được toàn bộ cái giá trị của cái tháng 4 xuống tất cả các tháng còn lại. Và một điểm nữa là các bạn để ý là các cái định dạng của chúng ta vẫn được giữ nguyên. Nếu trong trường hợp các bạn không muốn giữ nguyên các định dạng này thì các bạn để ý là phía góc dưới bên phải chúng ta có một ô vuông nhỏ nhỏ như thế này, thì các bạn click vào đó và các bạn chọn fill with cell formatting, tức là các bạn chỉ copy cái chỉ số của nó thôi, còn các định dạng thì các bạn bỏ không copy. Một mình giới thiệu một cách các bạn có thể copy và paste dữ liệu khác, nhưng mà cách này thì thường là ít sử dụng hơn. Đó là các bạn vẫn giả sử ở đây mình vẫn để định dạng là yên đậm và yên nghiêng để tí nữa các bạn có thể dễ nhận biết. Mình muốn giả sử mình muốn copy tháng tiền phòng của tháng 4 này xuống cho tất cả các tháng còn lại, thì mình sẽ đưa con trỏ chuột vào vị trí tháng này mình cần copy, sau đó các bạn chuột phải chọn copy, sau đó các bạn chọn các ô mà các bạn muốn paste. Giả sử đây mình muốn paste vào tất cả các tháng còn lại thì mình sẽ bôi đen tất cả các tháng, sau đó các bạn click chuột phải và các bạn chọn cái nữa ở đây ở phần paste option này, các bạn lựa chọn cái một cái giá trị, một cái mục phù hợp. Ví dụ ở cái mục paste này thì sẽ là paste tất cả các cái giá trị cũng như cái định dạng chúng ta cũng giống như cái lúc nãy. Và cái paste option là 123 này thì chúng ta chỉ paste cái số cái giá trị của nó mà thôi, còn cái mấy cái phía dưới này thì chúng ta gần như là chúng ta không sử dụng đến, và mình sử dụng hai cái đầu này là thôi. Thì cái phương pháp này cũng giống hoàn toàn như như lúc nãy chúng ta làm, cho nên là các bạn chỉ cần áp dụng một cách là ok. Còn đối với các cái, còn trong trường hợp và cái giá trị mà chúng ta cần copy nó là một công thức, ví dụ đây tổng chi nó là công thức của tất cả cái tháng còn lại, liệu mình copy và paste thì cái công thức này có copy theo hay không, thì các bạn mình sẽ thử copy cho các bạn thấy. Giả sử ở đây tổng chi mình muốn copy xuống, ở đây là các có tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là đã đầy đủ các cái khoản tiền, thì mình sẽ tính cho các tháng còn lại. Ví dụ mình copy cái dữ liệu từ cái tháng tổng chi này của tháng 1 xuống tháng dưới, mình sẽ tính của tất cả các tháng dưới, thì các bạn chỉ cần kéo, các bạn làm giống như lúc nãy, các bạn đưa con trỏ chuột vào góc dưới bên phải, các bạn kéo xuống thì các công thức của bạn sẽ được copy xuống dưới. Ở đây là các bạn tính đúng như công thức chính là bằng B6 cũng C6 cũng D6 cũng E6 F6 thì sẽ ra tổng là 1.540.000. Giả sử như trong trường hợp các bạn ở đây chỉ muốn copy cái dữ liệu của nó thôi mà cái định dạng thì các bạn sẽ không lấy định dạng, thì các bạn vẫn làm như lúc trước, các bạn click vào góc dưới và chọn fill with cell formatting,
Thì như vậy là cái chúng ta vừa copy, chúng ta chỉ copy cái chỉ số của nó thôi. Tôi tạm thời xóa cái dữ liệu này đi. Giả sử trong chờ các bạn vẫn có thể sử dụng cái cách thứ hai như lúc nãy mình làm, đó là các bạn click chuột phải vào cái ô chúng ta cần copy, sau đó các bạn chọn copy, sau đó các bạn chọn các tháng mà mình muốn paste dữ liệu vào. Thì các bạn ở đây mình muốn paste cái công thức vào cái ba cái ô này, thì các bạn chọn click chuột phải, sau đó các bạn chọn, rồi ở đây các bạn chọn cái phần paste này, thì các bạn vừa paste được công thức và vừa paste được cái những định dạng. Các bạn chọn 1 hay 3 này là các bạn sẽ chỉ paste được cái giá trị, thì ở đây giá trị của nó ở trên là 1.000, ở 1.500.000, ở dưới các bạn sẽ chỉ paste được là 1.500.000, mà các bạn không paste được cái công thức. Các bạn để ý sang bên này, nếu mà các bạn chọn đây thì công thức sẽ được tính ở cái tháng dưới thì nó sẽ khác, sẽ là 1.430.000 hoặc là 1.620.000 chẳng hạn. Trong trường hợp các bạn chọn FX này thì cũng giống như các bạn chọn cái đầu tiên bên này, nhưng mà có một cái khác là sẽ cái định dạng của chúng ta nó sẽ được bỏ đi và sẽ trở thành cái định trở về cái định dạng ban đầu mà không theo cái định dạng ở cái phần mình copy đó. Như vậy là với các tab copy và paste như này thì các bạn có thể, hy vọng các bạn có thể thực hiện thành thạo trong cái bài Excel của chúng ta, vì những thao tác này sử dụng rất là phổ biến cho các bài Excel cũng như là sau này các bạn sử dụng Excel để tính toán cũng như là để trong công việc. Vậy mình sẽ giới thiệu các bạn cách cách để cắt dữ liệu trong Excel như thế nào. Giả sử như ở đây mình có tháng 4 này, các cái chi phí của tháng 4 này thì mình sẽ cắt cái tháng, mình sẽ cắt dữ liệu của tháng này, copy cắt, sau đó mình muốn paste cái dữ liệu của tháng này xuống đây thì các bạn làm như thế nào? Các bạn chọn cắt, sau đó các bạn paste xuống, các bạn chọn một cái dòng nào đó các bạn muốn paste dữ liệu vào, sau đó các bạn chọn insert cut cell. Như vậy là dữ liệu của cái tháng 4 vừa rồi sẽ được paste xuống dưới này. Giả sử như mình muốn tháng 2 chẳng hạn, ở đây mình muốn cắt cái dữ liệu của nó, sau đó các bạn muốn paste vào tháng, dụ ở đây là tháng 12, các bạn chỉ cần insert cut cell, như vậy là ok. Đó. Mình sẽ Ctrl Z trở lại. Như vậy là ở video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn cách copy, paste và cắt dữ liệu trong Excel. Thì trong khi xem video này các bạn hãy nhớ nút đăng ký để theo dõi cái video của mình hàng ngày, hoặc các bạn có thể truy cập vào địa chỉ là youtube.com sụp đào tạo tin học online để có thể theo dõi toàn bộ các video của mình. Vậy là video của mình hôm nay là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video ngày hôm sau.